Ngày 20 tháng 9, công an huyện Bình Chánh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại một quán cà phê ở xã Bình Hương khiến một người chết. Nạn nhân tử vong được xác định là nam thanh niên tên B, 28 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh. Nghi phạm đâm chết anh B là Lê Ngọc Dũng, 30 tuổi, ngụ quận 5. Theo thông tin ban đầu, tối 19 tháng 9, Dũng trú mưa tại một quán cà phê ở xã Bình Hương thì xảy ra mâu thuẫn với một người khác và bị người này tát một cái dũng sau đó rời đi rồi sau đó mang dao quay trở lại quán cà phê tìm người xảy ra mâu thuẫn với mình lúc này dũng thấy anh b nằm trên võng cho rằng anh b là người dũng đang tìm nên dũng đã đâm anh b do bị thương nặng mất nhiều máu nên nạn nhân đã không qua khỏi lực lượng công an sau đó đã khám nghiệm hiện trường lấy lời khai của dũng để làm rõ nguyên nhân